Cảm giác như thế nào khi giết một người? Thi thể cô gái xinh đẹp được tìm thấy với 9 nhát dao. Tôi phát hiện ra một điều rất lạ. Có người đã đột nhập hệ thống máy quay. Có lẽ đêm đó cô ta có hơi khác thường đấy. Anh đâm cô ta 9 nhát mà, chắc phải mệt lắm. Vậy sao cô ta còn gọi vào số điện thoại này 19 lần? Lần theo dấu vết, cảnh sát nhanh chóng tìm ra những nghi phạm liên quan. Nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như họ nghĩ? Bạn gái người cha đã qua đời của cô. Cô có buồn không? Hay là... thấy vui? Sự thật chỉ duy nhất một người nắm giữ. Cái chết sẽ chôn vùi tất cả, hay chỉ là sự bắt đầu? Đón xem sự góp mặt của nam diễn viên quen thuộc Cha Seong-won, anh mới là kẻ đã giết cô ta, và Si Ha-kyun trong bộ phim tâm lý ly kỳ Ám sát Đúc 1 trên kênh Screen Rec.